Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Á vẫn chưa thể knock out được tính chính danh của chế độ. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận vi phạm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi. Vụ án đã được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện Ban Chỉ đạo để theo dõi. Tác giả Hoàng Thành nhận định rằng đại án Việt Á đang thách thức tính chính danh của chế độ trong bài bình luận được đăng tải trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Với bức ảnh được truyền thông trong nước đăng tải vào sáng ngày 4 tháng 1 năm 2022, bộ tứ đã dắt tay nhau trước ống kính các nhà báo như muốn tuyên bố trước quốc dân đồng bào rằng Việt Á vẫn chưa thể đánh knock out được tính chính danh của chế độ này. Chế độ chưa thể sụp đổ về vụ việc xảy ra. Đây là hình ảnh bốn nhân vật tứ trụ của Việt Nam trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường Quốc hội sáng ngày 4 tháng 1 năm 2022. Chiều ngày 4 tháng 1, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội, Chủ tịch Phúc đề nghị bổ sung nhóm giải pháp làm tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo thu ngân sách nhà nước bền vững hơn, tăng tính minh bạch, công bằng, tăng vai trò điều tiết công cụ thuế. Và cần phải có một hệ thống giải pháp chứ không phải chỉ tung tiền ra mà không có biện pháp quản lý sẽ gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ. Ông Chủ tịch nước của Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy. Do đó, trong ngày đầu tiên, chưa thấy ai trong bộ tứ nói bất kỳ điều gì tới Việt Á cả. Dường như mọi thứ vẫn đang trong im lặng. Trước đó vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, theo tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược của Việt Nam, toàn bộ chi tiết liên quan đến vụ đại án Việt Á đang sôi sục trong dân chúng từ Bắc đến Nam đã diễn ra qua các bước cụ thể sau đây. Thứ nhất là việc hình thành các chính sách hạn chế nhập khẩu các bộ kit test từ nước ngoài nhằm chuẩn bị thị trường độc quyền cho sản phẩm. Thứ hai là việc hình thành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước với nguồn vốn lớn từ ngân sách do các cơ quan trong chính quyền, trong ngành y đồng tham dự để tăng tính chính danh cho sản phẩm. Thứ ba là việc các bộ và cơ quan chuyên môn cùng đồng loạt công bố thông tin về chất lượng sản phẩm mà hiện nay đã bị phanh phui là sai trái và dối trá để xây dựng tính chính danh cho sản phẩm, quảng cáo cho người dân. Thứ tư là đồng thời tạo dư luận và nâng cao tinh thần dân tộc sử dụng sản phẩm tự chế của người Việt, thậm chí trao huân chương lao động hạng 3 cho đơn vị tạo ra sản phẩm mà người ký không phải ai khác, chính là ông chủ tịch nước khi đó là ông Nguyễn Phú Trọng, bây giờ ông vẫn đang yên vị làm vị trí tổng bí thư. Thứ năm là việc ban hành các quy định yêu cầu xét nghiệm trên quy mô rộng trong thời hạn ngắn để việc bắt buộc phải sử dụng sản phẩm trên quy mô và thời gian tương ứng, và đương nhiên càng thử nhiều thì càng bán được nhiều kit test, các quan chức càng được thêm nhiều tiền. Theo dõi các đại án tham nhũng trong 20 năm qua gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ, ta thấy chúng ăn không chừa thứ gì và vẫn qua mặt hệ thống luật pháp đã sẵn có, và dường như pháp luật với họ đã bị mù. Đây là hình ảnh các nghi can đã bị khởi tố bắt giam trong đại án Việt Á với bộ kit xét nghiệm dởm lừa dối cả đất nước, hàng trăm triệu người dân. Kẻ tham nhũng đã trục lợi thông qua quá trình thực thi hệ thống pháp luật đó, nhưng trên thực tế chúng đã từng bước chuyển hóa hệ thống theo ý của mình. Tất nhiên, Việt Á là điểm ngoặt, là bước nhảy vọt về chất của quá trình trục lợi từ tài sản của nhà nước và dân chúng vào tiền túi của các quan chức trong đảng. Cũng theo giám đốc của cơ quan nhà nước cho rằng đây là sự lũng đoạn công khai đối với toàn bộ hệ thống của Đảng Cộng sản, nhà nước và chính quyền. Ông Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đã tặng huân chương dởm cho vụ việc này. Và điều khác biệt lớn nhất so với các đại án trước đây là mối chúa đã liều lĩnh đứng ra kết nối các khâu trong quá trình hoạch định chính sách và hình thành nên các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, hệ thống quy định ấy được thực thi dưới lớp vỏ chính danh và hợp pháp, đem lại lợi nhuận kích xù cho những kẻ lũng đoạn từ trung ương đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Điều đó giải thích vì sao các quan chức, nhà cao cửa rộng, tiền nhiều như núi nhưng người dân ngày một nghèo đi. Tất nhiên, nhận định này chỉ là có công, chỉ mặt đặt tên mà thôi. Còn cái đảng và chính phủ của nhà nước này đã bị lũng đoạn từ rất lâu rồi, người dân đã bị đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, có điều kỳ lạ
là mặc dù trước đây Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên bố mạnh mẽ về đại án Việt Á, nhưng tại bài phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất sáng ngày 4 tháng 1, ông cũng chỉ đề cập đến việc xử lý Việt Á như một trong những sai phạm tiêu cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nói chung mà thôi. Để xử lý nghiêm đại án Việt Á đã lừa toàn xã hội và hành động phải quyết liệt vì đã đem đến cái chết cho rất nhiều nghìn người Việt Nam. Tuy quá trình điều tra vụ Việt Á còn đang tiếp diễn và mở rộng, nhưng ngay từ bây giờ đã có thể rút ra được các bài học như sau. Thứ nhất là Việt Á không thể một mình dắt voi qua rào nếu không có sự hậu thuẫn của các bộ liên quan và đứng sau lưng chắc chắn là có các ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh bộ kit xét nghiệm do Việt Á và Học viện Quân y hợp tác nghiên cứu sản xuất và được toàn bộ hệ thống báo chí của Đảng và các bộ khoa học công nghệ, Bộ Y tế tung hô lên tận trời xanh, mặc dù hoàn toàn là giả dối và không biết chất lượng đến đâu. Thứ hai là nhóm lợi ích này về y, dược, dù mạnh đến đâu cũng không thể dễ thao túng được chính sách nếu không có lỗ hổng do thể chế và lỗi thời. Thứ ba là Việt Á và các cơ quan chức năng đã suy thoái không dễ gì lừa toàn xã hội nếu Quốc hội và báo chí làm tốt vai trò giám sát quyền lực và báo chí nếu được độc lập. Thứ tư là sự móc nối giữa các nhóm mafia không dễ qua mặt, được dân trí cao và có xã hội dân sự thực sự mạnh mẽ. Cả bốn bài học này cho thấy điểm tắc nghẽn lớn nhất là ý thức hệ và thể chế lỗi thời đã ngăn cản quá trình đổi mới vòng 2, làm cho đổi mới nửa vời và thiếu đột phá, chỉ nặng về hình thức mà thiếu về thực chất. Nói cách khác, quá trình đổi mới đã bị các nhóm lợi ích thân hữu thao túng và vô hiệu hóa trong thời kỳ kéo dài quá độ vô hạn và để làm dần đầy các túi của quan tham. Muốn dẹp được sân sau như Việt Nam Pharma hay Việt Á thì phải đổi mới thể chế toàn diện và triệt để. Việt Á và các cơ quan cũng như các quan chức suy thoái là lừa toàn xã hội, theo cựu đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, vì vai trò giám sát quyền lực của Quốc hội và báo chí đã bị vô hiệu hóa bởi các nhóm lợi ích độc quyền đang thao túng thể chế này. Các bài học sẽ rút ra mãi mà không hết, đảng quyền không được thay thế bằng pháp quyền. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 3 năm 2021, các trang báo của Đảng đồng loạt tung lên những thông tin dởm lên báo Tuyên giáo, nói rằng bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận để bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm của Vương quốc Anh. Thực là một trò nực cười. Còn truyền hình Việt Nam thì lớn tiếng tuyên bố các nước đã đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, và tất cả những thông tin đó đều là giả dối để tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian ngắn nhất dưới sự đau khổ của người dân. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Thông bình luận đưa ra như sau. Từ vụ kit test Việt Á bị phanh phui, lộ ra những điều khủng khiếp, không chỉ chuyện chúng câu kết, móc ngoặc, ăn chia, làm ăn dối trá, hối lộ tham nhũng tràn lan, dính trùm từ trên xuống dưới, địa bàn tiêu cực mở rộng khắp nơi, đồng thời nhơ bẩn làm băng hoại cả hệ thống cai trị, mà còn phải kể đến những đau khổ tột cùng của người dân gánh chịu, xã hội bị chao đảo, cuộc sống bị đẩy đến chân tường. Suốt nửa cuối năm 2021, nhất là từ tháng 6 đến tháng 10, theo lệnh từ chính phủ, cấp cơ sở đã buộc người dân phải đi test để lấy mẫu xét nghiệm, gọi nôm na là ngoáy mũi. Cả hệ thống cai trị lao vào cuộc ngoáy mũi dân vô tội vạ. Nơi tôi ở, cứ 3 đến 4 ngày dân lại bị điệu ra chỗ tập trung để ngoáy mũi. Sân trường học, trụ sở ủy ban, công viên, góc phố đều được trưng dụng cho các chiến dịch vĩ đại này mà người đứng đầu là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người già, người lớn tuổi chỉ ở nhà không đi đâu cũng bị ngoáy mũi. Ở quận 8 Sài Gòn từng xảy ra vụ nhà chức trách tới việc ngoáy mũi chủ nhà phản ứng dẫn đến xung đột. Ở thành phố Bình Thuận, Thuận An, ở tỉnh Bình Dương, lực lượng công an còn tự ý phá khóa vào nhà dân, ép xuống sân để ngoáy mũi. Tổ trưởng dân phố, anh em dân phòng suốt ngày đi từng ngõ gõ từng nhà, đập cửa ầm ầm, kêu gọi già trẻ, gái trai lớn bé ra ngoáy mũi, phải nói không khác gì chiến tranh. Điều dễ thấy nhất là sự ngoáy mũi vô tội vạ, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Phiền hà dân chưa từng thấy kể từ sau khi kết thúc chiến tranh, nhưng người vẫn chết như ngả dạ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trong bài đăng trên báo Một Thế Giới vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 cho biết, tính đến cuối năm đã hơn 32.000 người chết,
khiến Việt Nam đứng thứ 26 trên tổng số 234 nước và vùng lãnh thổ có số lượng người tử vong cao nhất. Phải chăng những kit test dởm của Việt Á đã góp phần làm cho số người chết tăng cao đến như vậy? Đây thực sự là một hậu quả khôn lường. Đây là hình ảnh biếm họa của La Thanh Hiền về chủ trương xét nghiệm toàn dân của chính phủ với dòng chữ lỗ mũi chính là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta. Ném tiền vào những cuộc càn quét xét nghiệm, ngoáy mũi vô tội vạ, trong đó có rất nhiều tiền móc túi dân, bắt dân phải trả. Cứ giả dụ tiền bạc ấy sau này có thể bồi hoàn cho dân, cả nước cố gắng làm lụng bù lại phần đã chi. Nhưng tính mạng của dân, của hàng vạn người đã tử vong, thì ai chịu trách nhiệm, ai trả lại cho dân? Tất nhiên ở xứ này không ai chịu cả, chỉ có người chết là phải chịu. Ngoáy mũi xét nghiệm không phải tất cả đều miễn phí. Vô vàn người lao động đã cần lao đã phải chi số tiền kiếm được từ mồ hôi công sức của mình trả cho dịch vụ áp đặt ấy, mà những người làm nghề giao hàng, shipping là ví dụ cụ thể nhất. Họ phải liều thân kiếm sống trong cơn đại dịch, nhưng có thời kỳ cứ 3 ngày buộc phải mua kit test xác nhận âm tính một lần, không có nó thì sẽ bị phạt. Nhiều lái xe chở hàng hóa thiết yếu hoặc phục vụ sản xuất từ nơi này qua nơi khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tờ giấy xác nhận kết quả âm tính đã xuyên thủng túi dân. Việc xét nghiệm thành cơ hội béo bở cho những kẻ lợi dụng, đục nước thả câu, mà Việt Á là một bằng chứng làm giàu tội lỗi trên sự đau khổ vất vả của người dân. Ban bố một chính sách sai lầm, buông lỏng để cấp dưới thực hiện chính sách sai lầm ấy. Xét về bản chất, đó là bóc lột. Phải làm sao lôi những kẻ khuất mặt từ quan cực phẩm chỉ đạo cái bọn sai nha đầu sai làm khổ dân ra để trị tội. Thực thi công lý chỉ có ý nghĩa khi áp dụng cho vùng cấm ấy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin nhà sư Thích Chân Quang gây tranh cãi với luận án tiến sĩ về nhân quyền. Luận án tiến sĩ của một nhà tu hành Phật giáo Việt Nam đang gây sự chú ý và phản ứng trên mạng xã hội với đề tài của luận án là nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Ông Vương Tuấn Việt, pháp danh Thích Chân Quang, có buổi bảo vệ luận án tiến sĩ luật cấp trường tại Đại học Luật Hà Nội vào hôm 9 tháng 12 năm 2021 và được đăng tải trên trang YouTube. Trong luận văn này, vị tu hành này tranh luận rằng con người ngày nay đang đòi hỏi quyền một cách quá đáng và vì nhà nước phải đầu tư quá nhiều nguồn lực để đáp ứng quyền theo các điều ước quốc tế nên dẫn đến nợ công. Vì vậy, cần phải yêu cầu người dân thực hiện nghĩa vụ trước, sau đó mới được hưởng quyền. Ông này cũng hướng đến mục tiêu tạo ra một tuyên ngôn quốc tế về nghĩa vụ con người để làm đối trọng với tuyên ngôn nhân quyền phổ quát của Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh sư Thích Chân Quang trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của mình. Mặc dù buổi bảo vệ diễn ra từ cuối năm ngoái, nhưng video về sự kiện chỉ thu hút được dư luận sau khi được chuyên gia công pháp quốc tế Nguyễn Quốc Tuấn Trung đăng đàn phản biện hôm 30 tháng 12 vừa qua. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Trung cho biết lý do ông có video phản bác quan điểm của nhà sư nói trên như sau. Cái lý do tôi nghĩ là nên phải làm cái gì vì cái lượng ảnh hưởng của nó nhiều như vậy, mà có những cái điểm theo quan điểm của tôi thì tôi cho là nó không hoàn toàn chính xác theo cái mục tiêu, nguyện vọng và nền tảng của pháp luật quốc tế. Và hai cái điểm này kết hợp với nhau có nghĩa là một đề tài được quan tâm rất nhiều bởi mọi tầng lớp, rồi sau đó là nó có những cái điểm mà mình không đồng ý với nó và mình cảm giác là nếu mình không phản biện nó thì đôi khi nó có thể gây hiểu lầm. Người đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Victoria, Canada cũng cho biết điều mà ông không đồng tình với Thượng tọa Thích Chân Quang như sau. Cái quan điểm của Thượng tọa Thích Chân Quang cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong buổi bảo vệ luận án cũng như trong luận văn của ông rằng nếu anh không thực hiện nghĩa vụ thì anh không thể có nhân quyền. Cái giả định này, cái nền tảng của toàn bộ nghiên cứu này có một vấn đề rất lớn. Nếu hỏi tất cả các chuyên gia nhân quyền rằng nhân quyền phải dựa vào một cái nghĩa vụ nào đó, thì hầu hết tất cả các chuyên gia sẽ không đồng ý với cách tiếp cận như vậy. Cần phải làm rõ với đặc giả là nhân quyền là nó không liên quan gì đến phúc lợi cả, bởi vì phúc lợi là thứ có thể đánh đổi bằng nghĩa vụ được, nhưng mà nhân quyền là thứ hoàn toàn khác, không thể đánh đổi bằng nghĩa vụ.
Đây là hình ảnh quang cảnh buổi lễ bảo vệ đề án tiến sĩ của sư Thích Trân Quang tại Đại học Luật Hà Nội. Ông Trung cũng sử dụng phép so sánh khi cho rằng nhân quyền cũng như không khí, tức là điều hiển nhiên con người sinh ra là đã có. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay vẫn tuyên truyền rằng quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ, trong đó có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Và đây cũng là lời bao biện điển hình cho những vụ đàn áp người bất đồng chính kiến, khi nhà nước chỉ cần nói rằng những người chỉ trích mình là những kẻ vi phạm pháp luật. Thật là trớ trêu và trơ trẽn. Tuy nhiên, ông Trung cho rằng quan điểm phải được thực hiện nghĩa vụ trước thì mới được hưởng nhân quyền sau của sư Thích Trân Quang, còn thậm chí cực đoan hơn là những gì mà nhà nước Việt Nam vốn trước nay vẫn tuyên truyền. Kể từ đó, hàng loạt những bài phản biện đã được đăng tải trên trang Facebook nhắm đến luận án tiến sĩ của ông Thích Trân Quang. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, chuyên gia kinh tế, viết trên trang Facebook cá nhân của ông rằng sư Thích Trân Quang đã nhầm lẫn hoặc cố tình đánh cháo khái niệm quyền với quyền lợi và rằng nghiên cứu của vị sư này có tính phản khoa học. Các nhà sư Việt Nam thường được công an đưa vào đội lốt và một vị sư như vậy cũng rất dễ hay nói những điều phản khoa học. Một vài phản biện khác thì sử dụng lời lẽ gay gắt hơn khi cho rằng nhà sư này đang cố lấy lòng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn không ưa gì việc cổ xú cho nhân quyền với 100 triệu người dân Việt Nam. Trước đây, Thượng tọa Thích Trân Quang cũng đã gây tranh cãi trong một buổi giải pháp. Ông đã nói rằng Trung Quốc là anh, còn Việt Nam là em, và việc danh tướng Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là hỗn. Ngoài ra, ông cũng được chú ý khi tự nhận mình là cháu ruột của ông Hồ Chí Minh. Sự thật không biết có đúng hay không, chỉ có thể thử ADN mới biết, với xác chết của ông Hồ đang nằm trong lăng. Trên trang Facebook cá nhân, kiến trúc sư Dương Quốc Chính cũng đưa ra nhận xét về luận án tiến sĩ luật của Hòa Thượng Thích Trân Quang như sau. Trước tiên, mình có một vài nhận xét về bảo vệ, buổi bảo vệ dựa trên clip. Đây là một buổi bảo vệ được chuẩn bị rất công phu với lực lượng tham dự nhiều thầy cô tai to mặt lớn, đại khái là có uy tín về chuyên ngành luật. Đáng chú ý còn có một sĩ quan của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ của Vũng Tàu, nơi có chùa ông Thích Trân Quang đang trụ trì tham dự. Một nhân vật đáng lưu ý nữa là giáo sư Hoàng Chí Bảo, một chuyên gia về ông Hồ Chí Minh, chuyên kể về các chuyện đời ông Hồ. Ông ta đi khắp nơi trên thế giới để giao giảng về cuộc sống của ông Hồ. Ông này đâu có liên quan gì đến luật đâu mà lại sao lại có mặt ở đây, rõ ràng đằng sau phải có ẩn ý. Đây là hình ảnh ông Thích Trân Quang về thăm nhà thờ họ Hồ và nói rằng mình là cháu ruột ông Hồ Chí Minh. Cách đây mấy năm có một clip lưu truyền trên mạng với hình ảnh ông Thích Trân Quang về thăm nhà thờ họ Hồ và kể chuyện về mối quan hệ của ông với Hồ Chí Minh. Theo một số tư liệu khác chưa được kiểm chứng nhưng kết hợp với clip trên thì có thể xác nhận là sự thật, cho biết rằng ông Nguyễn Sinh Sắc sau khi mất chức chi huyện Bình Khê thì vào Nam Kỳ làm thuốc, cải họ thành họ Vương. Ông lấy một người vợ mới và có người con trai là Vương Tấn Nghĩa. Ông Nghĩa là bố của ông Việt, tức thầy Thích Trân Quang. Có nghĩa là ông Việt là cháu gọi ông Hồ Chí Minh bằng bác ruột, chứ không phải là bác quốc dân. Có thể đó là lý do về sự có mặt của nhà học giả về ông Hồ Chí Minh, đó là ông Hoàng Chí Bảo. Và tại sao hội đồng chấm luận án này hùng hậu với những lời ca tụng luận văn của ông Việt toàn những lời có cánh cả. Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt giới thiệu các nhân vật có mặt và lời cảm ơn có khi cũng mất tới 15 phút vì quá đông, đa số là những nhân vật quan trọng nữa. Khi ông ta bảo vệ xong thì toàn bộ hội đồng phản biện, giáo viên hướng dẫn, vân vân đều ca tụng hết lời bản luận văn như một kiệt tác làm mình tò mò quá, dù nghe thầy Quang nói là mình đã thấy gần gợn nhưng vẫn chưa dám có ý kiến mà phải chờ đọc bản luận án đã. Đại khái, ý thầy là thế giới đang quá đề cao nhân quyền mà ít để ý tới trách nhiệm, điều đó dẫn tới nợ công tăng cao, thật là hoang đường. Đây là hình ảnh sư Thích Trân Quang từng thuyết giảng rằng Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, nên Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là rất hỗn. Nguồn lực xã hội sẽ không đáp ứng được, nên thầy viết luận văn này với ý đề cao nghĩa vụ của con người như đối trọng với nhân quyền, hòng
giải cứu thế giới khỏi nợ công, sự tàn phá môi trường và sự băng hoại đạo đức xã hội là những hệ lụy của việc lạm dụng nhân quyền. Nhưng ông cũng quên rằng nợ công không phải đến từ nhân quyền, mà chính các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đua nhau tham nhũng tiền của dân. Nhưng sai lầm của thầy là đánh đồng tất cả những quyền trong nhân quyền thành một loại liên quan đến vật chất, rồi suy ra rằng nhân quyền làm ngân sách cạn kiệt và gia tăng nợ công. Việc cạn kiệt tài nguyên, nguồn lực xã hội làm tăng nợ công, hoang phí ngân sách có nhiều nguyên nhân. Nhưng ở Việt Nam, đối tượng nghiên cứu chính của luận văn thì nguyên nhân chính không phải đến từ các quyền liên quan đến kinh tế như phúc lợi xã hội, mà đến từ thể chế. Thầy lại lảng trách nguyên nhân chủ yếu này và vu cho rằng nhân quyền đã đem lại nợ công. Chúng ta đã biết thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn tới các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thiếu hiệu quả, lương cán bộ công chức thấp và thiếu cơ chế kiểm soát chéo nên tham nhũng tràn lan. Có nghĩa là tiền thuế, tiền của người dân đã bị các quan chức trong các công ty nhà nước, trong các cơ quan đảng và chính quyền ăn cắp mất. Chính tham nhũng và lãng phí bởi các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước mới là nguyên nhân chính dẫn đến thất thoát ngân sách và làm gia tăng nợ công. Các vụ án tham nhũng hầu hết đều tính tới các đơn vị ngàn tỷ đồng, trong khi phúc lợi xã hội ở Việt Nam thuộc loại rất thấp. Chưa có trợ cấp thất nghiệp để đủ sống tối thiểu, chi ngân sách nhiều và không hiệu quả là do bộ máy công chức trì trệ và cồng kềnh, đội ngũ ăn bám quá đông, chứ không phải do chi tiêu phục vụ nhân quyền quá nhiều. Riêng ngành công an đã hàng triệu người, quân đội cũng như vậy. Điều này cho thấy thầy Quang đã ngụy biện rất trắng trợn, nhưng vẫn được hội đồng giám khảo ca ngợi hết lời. Từ luận điểm ngụy biện trên, thầy cảnh tỉnh thế giới là nếu tiếp tục ca ngợi thái quá nhân quyền thì thế giới sẽ suy thoái và sụp đổ dần dần từ nước này tới nước khác. Đây là hình ảnh chụp buổi lễ bảo vệ đề tài, bên trái là ông Thích Trần Quang, là giáo sư Hoàng Chí Bảo, người chuyên kể chuyện và ca ngợi ông Hồ Chí Minh. Bên phải là ông Thích Trần Quang là thiếu tướng Nguyễn Đình Dược, viện trưởng Viện Nhân tài đất Việt. Cái sai tiếp theo của thầy Quang là việc đề cao quyền và lãng quên nghĩa vụ sẽ dẫn đến lối sống thờ ơ và vô trách nhiệm, dẫn đến sự băng hoại về đạo đức xã hội như con cái bất kính với bố mẹ, học sinh bất kính với thầy cô, bố mẹ không làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, xã hội vô cảm trước điều xấu, vân vân. Không hiểu sao thầy Quang lại có thể suy diễn đề cao nhân quyền với những hệ lụy xã hội kia. Việt Nam hiện nhân quyền rất ít được tôn trọng và những hệ lụy kia còn quá các nước Bắc Âu nơi nhân quyền được tôn trọng cao nhất. Điển hình là vụ em Vân Anh đã bị bố mẹ đánh chết chính là do nhân quyền bị thiếu tôn trọng, tức là quyền trẻ em quên không bị ngược đãi, tra tấn, vân vân. Đây là suy diễn phi logic rất cơ bản của thầy Quang. Thực tế thì quyền của kẻ yếu cũng chính là nghĩa vụ của kẻ mạnh, nên trong quyền đã ẩn chứa những nghĩa vụ của chính quyền đối với người dân. Nhưng trong luận văn này, thầy Quang lại lờ tịt đi trách nhiệm của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thực thi nhân quyền cũng như nghĩa vụ của họ đối với toàn bộ nhân dân, nơi đang nuôi họ bằng đồng tiền thuế phải đóng. Thầy chỉ nói với trách nhiệm của toàn dân với chính quyền phải trung thành với lãnh đạo. Tổng kết lại thì bản luận văn này rất nguy hiểm đối với nền dân chủ còn chưa kịp nảy mầm ở Việt Nam. Người dân còn chưa kịp hưởng quyền thì thầy đã dí ngay trách nhiệm vào, trong đó có trách nhiệm trung thành. Thầy đã dùng phép ngụy biện rất trắng trợn để coi nhân quyền như con ngáo ộp nguy hiểm, làm hại ngân sách và băng hoại đạo đức xã hội. Không hiểu là thầy là sư hay là sĩ quan an ninh mật vụ của Việt Nam nữa.